Việt Nam Airlines Classic Hà Nội Concert 2018 của dàn nhạc giao hưởng London được diễn ra tối ngày 5 tháng 10 năm 2018. Chương trình là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện nhân 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh. Lần thứ hai trở lại trong chương trình Việt Nam Airlines Classic Hà Nội Concert 2018. Nhiều thành viên dàn nhạc bày tỏ sự phấn khích khi tiếp tục biểu diễn tại quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ tối ngày 5 tháng 10. Gần 100 nghệ sĩ mang theo nhạc cụ độc đáo, trong đó có những cây đàn hơn 200 tuổi, tề tựu tại quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ. Khoảng 5 tấn thiết bị, nhạc cụ được vận chuyển theo điều kiện kỹ thuật khắt khe đến Việt Nam bằng đường hàng không. Sau bản mở đầu Tiến quân ca, các nhạc công chơi 7 tác phẩm kinh điển của thế giới. Tác phẩm đều được đảm bảo về bản quyền để buổi hòa nhạc có thể phát trực tiếp trên các trang mạng trong, ngoài nước, lan tỏa tới đông đảo công chúng. Ban tổ chức truyền hình trực tiếp hòa nhạc qua các màn hình LED 400 inch đặt tại đường Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục,